Chào mừng các em học sinh đến với giờ học âm nhạc hôm nay. Trước tiên, cô mời các em khởi động giọng, sau đó trình bày lại bài hát Giọt mưa và em bé. Các em nghe mẫu, sau đó đọc hòa theo tiếng đàn với cao độ tăng dần và xuống dần. Lưu ý, các em phải đứng thẳng người, ngay ngắn, lấy hơi trước mỗi lần đọc nhé các em. Trình bày lại bài hát Giọt mưa và em bé kết hợp gõ đệm. Nếu lần hát thứ nhất em nào gõ đệm bằng thanh phách thì đến lần hát thứ hai em sẽ gõ đệm bằng song lon và ngược lại nhé. Giỏi lắm, cô có lời khen với các em hát và gõ đệm tốt. Em nào chưa tốt thì chúng ta cố gắng luyện tập thêm nhé các em. Các em thân mến, các em có thích những ngày Tết không nào? Cô chắc rằng các em cũng rất thích và rất mong chờ ngày Tết. Vì sao? Vì trong những ngày ấy các em được người thân mua cho những bộ quần áo mới, được đi khắp nơi vui chơi, được ăn uống thỏa thích những món ăn ngon của ngày Tết với bạn Clara trong câu chuyện Vương quốc bánh kẹo. Những ngày đầu năm mới của bạn ấy có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng tham gia vào giờ học âm nhạc hôm nay để tìm hiểu nhé. Nội dung giờ học hôm nay: thưởng thức âm nhạc, câu chuyện âm nhạc, Vương quốc bánh kẹo. Mục tiêu cần đạt sau giờ học:
giúp các em ham học hỏi, thích đọc sách để hiểu biết. Bước đầu biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng khi tham gia vào các hoạt động học. Bước đầu biết minh họa cho một số tình tiết của câu chuyện Vương quốc bánh kẹo bằng động tác, đều được tên nhân vật yêu thích trong câu chuyện. Trước khi vào câu chuyện, cô giới thiệu đến các em câu chuyện Vương quốc bánh kẹo, trích từ vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ của tác giả Piotr Ilyich Tchaikovsky, là nhạc sĩ người Nga. Vũ kịch, chúng ta thường nghe là múa ba lê đó các em, là loại hình sân khấu chủ yếu dùng động tác múa để thể hiện tính cách và hành động của nhân vật. Một vài nhân vật trong câu chuyện, đây là Clara, hoàng tử, vua chuột. Cô mời các em xem một đoạn trích trong vũ kịch Kẹp hạt dẻ, cảnh bữa tiệc đêm giao thừa trong nhà Clara. Và cô cũng có một số câu hỏi gợi ý để các em tìm hiểu nội dung câu chuyện nhé. Câu thứ nhất, điều gì đã xảy ra đối với Clara trong đêm giao thừa? Câu thứ hai, Clara đã làm gì để giúp chú lính kẹp hạt dẻ? Và câu thứ ba, Vương quốc bánh kẹo đã làm gì để chào mừng năm mới và sự trở về của hoàng tử? Cô mời các em đến với câu chuyện Vương quốc bánh kẹo. Clara đã được cha đỡ đầu tặng cho món quà vào dịp lễ Giáng sinh. Đó là một con búp bê bằng gỗ xinh xắn hình chú lính chì. Búp bê có tên là Kẹp hạt dẻ. Clara rất yêu thích chú. Cô thường tưởng tượng về một vương quốc toàn bánh kẹo và những vũ hội thần tiên. Ở đó, chú búp bê Kẹp hạt dẻ là một hoàng tử. Vào đêm giao thừa, sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Clara quay lại phòng khách thăm chú búp bê Kẹp hạt dẻ. Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ đổ chuông báo nửa đêm. Bỗng nhiên, cây thông Noel trở nên cao vút và chú lính kẹp hạt dẻ cũng vụt lớn lên. Thì ra, Clara đã vào giấc mơ và thấy mình trở nên bé xíu như những món đồ chơi. Clara nhìn thấy một bầy chuột khổng lồ từ đâu kéo đến, chúng phá phách khắp nơi và tấn công những món đồ chơi của cô. Chú lính kẹp hạt dẻ liền dẫn đầu đội quân chiến đấu chống lại vua chuột và lũ chuột nhắt. Khi thấy vua chuột chiếm ưu thế còn kẹp hạt dẻ thì đang bị thương, Clara ném một chiếc giày vào đầu vua chuột, khiến hắn ngã gục.
Thế vậy, lũ chuột bèn rút lui. Bỗng nhiên, kẹp hạt dẻ hóa thành một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. La Ra và hoàng tử leo lên chiếc thuyền bằng vỏ hạt dẻ, được bầy cá heo kéo đến vương quốc bánh kẹo. Khi đến hoàng cung, hoàng tử kể lại với vua cha chuyện La Ra đã giúp chàng chiến thắng vua chuột. La Ra được ca ngợi như một người anh hùng vì hóa giải được lời nguyền của vua chuột đã biến hoàng tử thành búp bê kẹp hạt dẻ. Để chào mừng năm mới và sự trở về của hoàng tử, một vũ hội được tổ chức khắp vương quốc bánh kẹo. Dân chúng từ khắp nơi trên thế giới mang theo những vũ điệu rộn ràng và hấp dẫn. Cả vương quốc ngập tràn trong niềm vui và những vũ điệu tưng bừng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Em hãy cho biết điều gì đã xảy ra đối với Clara trong đêm giao thừa? Clara đã vào giấc mơ và thấy mình trở nên bé xíu như những món đồ chơi. Clara đã làm gì để giúp chú lính kẹp hạt dẻ? Clara ném một chiếc giày vào đầu vua chuột, khiến hắn ngã gục. Thế vậy, lũ chuột bèn rút lui. Vương quốc bánh kẹo đã làm gì để chào mừng năm mới và sự trở về của hoàng tử? Để chào mừng năm mới và sự trở về của hoàng tử, một vũ hội được tổ chức khắp vương quốc bánh kẹo. Cô mời các em cùng luyện tập vận động tạo ra một vài âm thanh trong câu chuyện nhé. Trước tiên chúng ta giả tiếng chuông đồng hồ nào. Khi nghe đến đoạn chiếc đồng hồ đổ chuông báo nửa đêm, thì các em sẽ hô đinh 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 đòn, đinh 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 đòn. Cô mời các em. Và khi đến đoạn Clara nhìn thấy một bầy chuột khổng lồ từ đâu kéo đến, thì các em sẽ dậm chân hoặc vỗ đuôi và đọc theo tiết tấu nhé. Pầm, pầm pầm, pầm 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 pầm. Cô mời các em. Và khi nghe đến đoạn một vũ hội được tổ chức khắp vương quốc bánh kẹo, thì các em sẽ hát câu tì tì ta ta tì tì ta. Tì tì ta ta tì tì ta. Cô mời các em. Tì tì ta ta tì tì ta. Tì tì ta ta tì tì ta. Cô mời các em nghe lại câu chuyện. Lần này các em hãy vận động tạo âm thanh theo tình tiết của câu chuyện nhé các em. Câu chuyện Vương quốc bánh kẹo. La Ra đã được cha đỡ đầu tặng cho món quà vào dịp lễ Giáng sinh. Đó là một con búp bê bằng gỗ xinh xắn hình chú lính chì. Búp bê có tên là kẹp hạt dẻ. La Ra rất yêu thích chú. Cô thường tưởng tượng về một vương quốc toàn bánh kẹo và những vũ hội thần tiên. Ở đó, chú búp bê kẹp hạt dẻ là một hoàng tử. Vào đêm giao thừa, sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, La Ra quay lại phòng khách thăm chú búp bê kẹp hạt dẻ. Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ đổ chuông báo nửa đêm. Bỗng nhiên, cây thông Noel trở nên cao vút và chú lính kẹp hạt dẻ cũng phục lớn lên. Thì ra, Clara đã vào giấc mơ và thấy mình trở nên bé xíu như những món đồ chơi. Clara nhìn thấy một bầy chuột khổng lồ từ đâu kéo đến, chúng phá phách khắp nơi và tấn công những món đồ chơi của cô. Chú lính kẹp hạt dẻ liền dẫn đầu đội quân chiến đấu chống lại vua chuột và lũ chuột nhắt. Khi thấy vua chuột chiếm ưu thế còn kẹp hạt dẻ thì đang bị thương, Clara ném một chiếc giày vào đầu vua chuột, khiến hắn ngã gục.
Thế vậy, lũ chuột bèn rút lui. Bỗng nhiên, kẹp hạt dẻ hóa thành một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. La Ra và hoàng tử leo lên chiếc thuyền bằng vỏ hạt dẻ, được bầy cá heo kéo đến vương quốc bánh kẹo. Khi đến hoàng cung, hoàng tử kể lại với vua cha chuyện La Ra đã giúp chàng chiến thắng vua chuột. La Ra được ca ngợi như một người anh hùng vì hóa giải được lời nguyền của vua chuột đã biến hoàng tử thành búp bê kẹp hạt dẻ. Để chào mừng năm mới và sự trở về của hoàng tử, một vũ hội được tổ chức khắp vương quốc bánh kẹo. Dân chúng từ khắp nơi trên thế giới mang theo những vũ điệu rộn ràng và hấp dẫn. Cả vương quốc ngập tràn trong niềm vui và những vũ điệu tưng bừng. Em hãy sắp xếp các bức tranh theo thứ tự tình tiết của câu chuyện. Thứ tự chính xác là C, A, B, D. Các em hãy kể lại câu chuyện theo tranh nào. Tốt lắm, cô có lời khen những em nào có thể nhớ và kể lại được câu chuyện. Những em nào chưa nhớ câu chuyện thì hãy mở sách âm nhạc lớp 2, trang 28, đọc lại nhiều lần câu chuyện để nhớ nhé. Giờ học của chúng ta đến đây đã hết rồi. Ở nhà các em hãy kể lại câu chuyện cho người thân bạn bè cùng nghe nhé. Mến chúc các em chăm ngoan học tốt. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.